Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sâu. Còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm mây âm thầm mang gió lên. Người ngồi đó trong mưa nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên, hồn muốn chung. Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau, người ngồi xuống mây ngang đầu. Mong em qua bao nhiêu chiều, vòng tay đã xanh xao nhiều. Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiến du. Người ngồi xuống xin mưa đầy, trên hai tay cơn đau dài. Người nằm xuống nghe tiếng ru. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, vì thế là chắc là cũng các bác cũng dành thời gian để đưa gia đình cũng như những người anh em thân yêu đi du lịch cũng như là đi nghỉ dưỡng. Ngày hôm nay em cũng sẽ gửi tới các bác một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Victor GBC và là một trong những cái bộ dàn loa màng gỗ. Thì cái thời gian này gần đây trên kênh thì cũng đã có giới thiệu tới các bác một vài sản phẩm loa màng gỗ như là AK1 này, BK1, rồi hai cái bản Victor A3 LTD cũng như một bản Victor A3X đến từ thị trường Đài Loan do Japan xuất sang cho thị trường Đài Loan. Cũng được rất là nhiều anh em quan tâm tới cái sản phẩm này. Ngày hôm nay thì bên em về thêm một bộ Victor AR3 sách tay từ thị trường Nhật về hàng. Và em sẽ đăng tải lên ngay lên kênh để các bác cùng tham khảo về bộ sản phẩm này. Bộ này về hàng em đánh giá khoảng hình thức khoảng 97%, đầy đủ phụ kiện bao gồm e-căng cũng như là đế loa và kèm khiển học đầy đủ tính năng, sẽ có mức giá là 12 triệu các bác nhá. 12 triệu. Và nếu mà bác nào không mua lẻ cái đế loa này thì có thể bớt 2 triệu các bác nhá. Các bác có thể bớt đi 2 triệu. Đó. Victor AR3 thì là một trong những cái phiên bản nâng cấp của A3 với cái khả năng ghi nhạc từ đĩa CD và USB ở mặt trước với tính năng là USB Rack. Đó. Còn cái thiết kế về ampli cũng như là thiết kế của loa, công suất của loa thì đều giống nhau hết. Khác nhau một chút nữa đó là cái hệ thống loa của AR3 đã sử dụng cái nguyên mẫu màu thẫm so với Victor A3 là nguyên mẫu màu đỏ, với cái màu mà sau này những phiên bản như AR5 hoặc AR7, AR9, AR11 cũng đã sử dụng. Bây giờ em sẽ quay máy lại gần hơn để giới thiệu các bác bộ sản phẩm này. Và trước đây thì cách đây chỉ mấy ngày thôi, em có giới thiệu tới các bác một bộ Victor A3X thì cũng được rất nhiều các bác quan tâm. Ngày hôm nay thì em về thêm một bộ AR3 với điều khiển học lệnh đầy đủ tính năng. Cái điều khiển học lệnh này thì sẽ có tất cả các tính năng như là bát chép nách, lùi bài, chọn bài nhanh, ra đĩa, tạm dừng, tắt máy, hẹn giờ tắt. Vì thế nên là các bác sử dụng cái bộ này thì cũng không cần tới khiển zin. Tuy nhiên khiển zin thì có thể đặt mua sau, em sẽ tìm mua cho các bác, nhưng mà cái khiển zin của máy thì nó tương đối là đắt, tại vì là cái số lượng dàn Victor ở Việt Nam nó sẽ nhiều hơn cái số lượng điều khiển, vì thế nên là sẽ có cái mức giá tương đối cao, khoảng 1 triệu một chiếc. Tuy nhiên thì khi các bác đã dùng khiển học lệnh đầy đủ tính năng thì em nghĩ lúc mang một cái khiển zin chào các bác 1 triệu thì các bác sẽ không mua đâu, trừ khi bác nào muốn mua để là sưu tầm cho đủ bộ thôi. Cái ưu điểm của bộ AR3 ngày hôm nay về hàng thì nó sẽ có kèm cái chân đế loa luôn. Và như các bác có thể nhìn thấy đó là cái chân đế này này, nó là một cái phụ kiện nho nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ tôn cái dáng của một cặp loa toàn giải màng gỗ nên rất là đẹp. Và cái chất âm của nó cũng sẽ hay hơn là khi chúng ta đặt thẳng xuống dưới mặt kệ. Hàng về thì đầy đủ hai vế e-căng rất là đẹp, e-căng tròn của Victor. Đây là củ loa toàn giải đường kính 6cm, công suất của loa là 40W trở kháng là 4 ohm.
đầu máy âm ly thì chúng ta không có cái gì để chê cả, không có điểm gì để chê cả. Mặt trên này các bác có thể nhìn thấy phay nhôm xước xuất sắc đó, không có cấn cạnh xước răm. Mặt trước thì núm âm lượng còn rất là đẹp và tròn, đèn còn màn hình còn sáng, cần gạt thì còn rất là mới, không bị bong chóc. Bên này sẽ có công nghệ K2 và ra đĩa. Đây là cái vế loa còn lại, cũng là good con các bác nha. Đó, loa toàn giải đường kính 6cm. Đây là phía trên của cặp loa. Ở bên này thì chúng ta có sẽ có một cái vết xước hình sợi tóc ở đây, còn đâu đó đều là hoàn hảo hết. Phía sau của loa như em đã chia sẻ tới các bác, đó là cái công suất là 40W, trở kháng 4 ohm, sử dụng cái cầu loa bắp chuối này. Phía sau của Uply chúng ta sẽ có hệ thống ra loa cầu loa bắp chuối này. Một đường audio in ở phía dưới, một đường audio out ở phía trên. Cổng quang với một đường ra và một đường vào, ngõ ra sub out đó. Con máy này ngoài cái khả năng chơi CD hoặc DVD ra thì các bác có thể giải mã từ TV với cổng quang vào, hoặc là các bác có thể chơi cả USB. USB trên Victor AR3 thì sẽ đọc cho các bác ở MP3 và Wave. Ngoài ra thì máy còn hỗ trợ cả tính năng USB Rec là ghi nhạc từ đĩa CD và USB. Nhưng tuy nhiên thì em thấy ở thị trường Việt Nam thì cái công nghệ này thì nó đã quá lỗi thời rồi, không ai sử dụng cái tính năng này cả. Tại vì cái nguồn nhạc ghi từ CD và USB thì nó là hàng chất lượng thấp MP3 thôi. Bộ Victor EX AR3 kèm khiển học lệnh đầy đủ tính năng với chân đế loa đi kèm, mức giá là 12 triệu. Đó, mức giá là 12 triệu. Bác nào không lấy đế loa thì có thể bớt 2 triệu. Bây giờ em sẽ test cho các bác nghe một bản nhạc test ở trên cái hệ thống này. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hôn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn, gọi chung dưỡng gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biến động buồn hơn. Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ, đàn lên cung phím chờ, sầu lên đây hoang vu. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rủ buồn, đèn phố nghe mưa tủi hơn, nghe ngoài trời răng mây tuôn. Ngày mai em đi, biển cỏ bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng,
nghe trời gió lộng mà thương. Sản phẩm Victor AR3 có thể liên hệ tới số hotline của em. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.